Có các mẹ nào đã từng mua các loại máy như máy đun nước, máy tiệt trùng, máy hâm sữa, máy rửa đông? Điểm chung của các loại máy này là chỉ giải quyết được một vấn đề cụ thể mà giá thành gộp lại lại tốn hết của các mẹ tiền triệu. Vậy tại sao các mẹ không sử dụng một loại máy có thể tích hợp tất cả các tính năng của các máy kể trên? Để Tiên giới thiệu cho các mẹ một máy đến từ thương hiệu nhà Gillette có thể giải quyết được tất cả các vấn đề mà chỉ tốn có hơn 1 triệu đồng. Mẹ muốn tiệt trùng dụng cụ ăn uống cho bé đã có chế độ tiệt trùng bằng hơi nước. Muốn tiệt trùng xong phải khô ráo đã có chế độ sấy khô. Đặc biệt muốn kết hợp cả hai chế độ chỉ cần một nút bấm tự động là mẹ đã có thể thoải mái vui chơi cùng con. Rồi. Với chế độ khử trùng bằng hơi nước này, ba mẹ có thể tận dụng để hấp chín đồ ăn cho con luôn, vô cùng tiện lợi. Chỉ với một ngăn thôi mà nãy giờ đã giới thiệu được cả ba tính năng của máy. Bây giờ sẽ đến tính năng của ngăn còn lại, chắc chắn các mẹ sẽ wow. Phía bên ngăn còn lại các mẹ có thể thấy nó như một máy đun nước bình thường đúng không nè? Nhưng không đâu. Nếu như nó chỉ là một máy đun nước bình thường thì không có gì để đáng quan tâm. Nhưng nếu vừa đun nước vừa khử calo thì sao nhỉ? Chắc chắn các mẹ sẽ phải lưu tâm đến điều này vì sức khỏe của các bé nha. Ở đây có mẹ nào vẫn còn hâm sữa hoặc pha sữa cho con bằng nước đun sôi rồi để nguội không ạ? Việc này rất là nguy hiểm nha các mẹ. Đối với từng loại sữa sẽ có chỉ định về nhiệt độ hâm hoặc pha. Nếu thực hiện sai cách có thể làm biến đổi chất ở trong sữa. Nhưng mẹ hãy an tâm mọi thứ vì đã có tính năng đun nước và hâm sữa lo. Để Tiên nói kỹ hơn về phần này cho các mẹ hiểu rõ hơn một chút vì sẽ liên quan tới chất lượng sữa cho bé uống. Đối với các loại sữa đều sẽ có mức chỉ định pha với nhiệt độ phù hợp. Việc của các mẹ là chỉ cần bật chế độ đun sôi, điều chỉnh nhiệt độ, sau đó để máy tự sôi đến 100 độ và sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm trong 2 giờ theo mức nhiệt độ mà các mẹ đã cài đặt. Khi đó các mẹ có thể dùng nước này để pha sữa cho con. Còn chế độ hâm sữa thì cũng tương tự, cũng sẽ cần một mức nhiệt độ phù hợp đối với từng loại sữa. Việc của các mẹ là chỉ cần bật chế độ hâm sữa, điều chỉnh mức nhiệt độ. Vậy là đã giải quyết xong. Một chiếc máy tiện lợi và đa năng như vậy sẽ giúp ba mẹ giải quyết được bài toán về kinh tế, diện tích và đặc biệt là các tính năng vô cùng hiệu quả với bảng điều khiển bằng tiếng Việt, trực quan và dễ hiểu. Gillette miễn phí vận chuyển và bảo hành đến 2 năm nên ba mẹ có thể yên tâm mua sắm cho bé nha. Gillette, dành trọn tình thương cho bé.